Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Lốt Gan ACI được sản xuất tại công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về lốt gan ACI cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc lốt gan ACI Akikoya 400mg Dạng bào chế Viên nén bao phim Công dụng và chỉ định của lốt gan ACI Điều trị nhiễm herpes simplex lần đầu và tái phát ở niêm mạc và da, viêm não màng não dự phòng nhiễm hội sinh viên ở niêm mạc, da bị tái phát ít nhất 6 lần trên năm. Điều trị nhiễm virus varicella zoster, zona, thủy đậu. Chống chỉ định của lốt gan ACI. Quá mẫn với thuốc, người suy thận hay vô niệu, phụ nữ có thai, cho con bú. Cách dùng và liều dùng của lốt gan ACI. Người lớn nhiễm Herpes simplex 200mg 15 lần trên ngày 15 ngày. Phòng ngừa tai nhiễm herpes sinh dục và các dạng nặng 200 mg 14 lần trên ngày, hoặc 200 mg 13 lần trên ngày hoặc 200 mg 12 lần trên ngày. Nhiễm zona 800 mg 15 lần trên ngày. Phòng ngừa tai nhiễm zona 400 mg 14 lần trên ngày. Suy giảm miễn dịch 200 mg 14 lần trên ngày. Suy giảm miễn dịch nặng 400 mg 14 lần trên ngày. Trẻ lớn hơn 2 tuổi dùng liều người lớn trẻ nhỏ hơn 2 tuổi nửa liều người lớn. Bệnh nhân suy thận, giảm liều. Lưu ý khi sử dụng lốt gan ACI. Thận trọng và điều chỉnh liều cho bệnh nhân suy thận, người cao tuổi. Khi điều trị kéo dài hoặc lặp lại ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch nặng, có thể dẫn tới làm giảm độ nhạy của các dòng virus và kháng thuốc. Thận trọng duy trì độ hydrat hóa ở những bệnh nhân dùng Acyclovir liều cao nguy cơ suy thận tăng khi dùng cùng các thuốc gây độc thận khác tác dụng phụ khi sử dụng lốt gan ACI thiếu máu giảm bạch cầu chán ăn nhức đầu chóng mặt tiêu chảy đau bụng ngứa phát ban sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc thuốc không gây ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. Tương tác thuốc Tương tác thuốc có thể làm giảm hiệu quả của thuốc hoặc gia tăng nguy cơ mắc các tác dụng phụ. Vì vậy, bạn cần tham khảo ý kiến của dược sĩ, bác sĩ khi muốn dùng đồng thời sản phẩm này với các loại thuốc khác. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm lốt gan ACI, đồng thời biết cách sử dụng lốt gan ACI sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.